Kính thưa quý vị, cứ 2 năm một lần, Hoa hậu Việt Nam lại khiến trái tim của những người yêu cái đẹp háo hức chờ đợi một mùa nhan sắc mới. Đến năm 2018 này, nếu tính cả cuộc thi tiền thân, thì Hoa hậu Việt Nam có lịch sử tròn 30 năm, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp Việt. 30 năm Hoa hậu Việt Nam nỗ lực phát triển, nâng tầm, khẳng định giá trị nhân văn để xứng đáng trở thành cuộc thi nhan sắc quốc gia có bề dày lịch sử, uy tín và chất lượng. Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi sự trở lại của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 30. Kính thưa quý vị, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay đã chính thức khởi động từ tháng 3 năm 2018. Và sau 3 tháng tuyển sinh sôi động, thì ngày 10 tháng 6 vừa qua, ban giám khảo đã chọn ra 30 thí sinh xinh đẹp và tài năng đại diện cho phía Nam để tranh tài trong đêm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cận cảnh 30 thí sinh trong đêm chung khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 trong trang phục áo dài. Thị Mai Ly đến từ Bến Tre.
sẽ cứ nghe thương cùng biểu em giật cháy lên dáng người. Ngỡ ngàng thời gian như lắng đồng và khắp những giang đang chìm trong màu gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu múa cùng dáng em cùng bước chân thần tiên gót hồng dịu dàng xoay giữa khung trời đầy sắc hương xô nghiêng dòng đời gót hồng nhẹ nhàng xoay theo điệu múa cùng bước em rực cháy lên giấc ngời. Kìa đêm nay bao nhiêu gác si tình thành đã ngây dài vì dáng em. Và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên rạng rỡ. Kìa đêm nay bao nhiêu gác si tình thành đã ngây dài vì dáng em. Và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên dáng người. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi trang phục áo dài của các thí sinh. Và ủy trưởng thức tha trong phần trình diễn trang phục áo dài đầu tiên đó chính là thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết, số báo danh 052, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Hồng Tuyết sinh năm 1994. Tiếp theo đang bước trên sân khấu của chúng ta đó chính là thí sinh mang số báo danh 068, Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Cô đến từ thành phố Hồ Chí Minh và cô sinh năm 1998. Chúng ta đang cùng ngắm nhìn phần trình diễn trang phục áo dài của thí sinh Trịnh Thanh Trâm, số báo danh 045, đến từ Nam Định. Cô sinh năm 1998. Quý vị đang mến trên sân khấu của chúng ta ngay lúc này đây đó chính là thí sinh Vũ Hoàng Thảo Quyên, mang số báo danh 400. Vũ Hoàng Thảo Quyên đến từ Lâm Đồng và sinh năm 1997. Và tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Đinh Thị Triều Tiên, số báo danh 535, đến từ Phú Yên. Cô sinh năm 1998. Kính thưa quý vị, các thí sinh đang khoe sắc trong những tà áo dài nền nã đến từ nhà thiết kế Liên Hương, bộ sưu tập dựa trên cảm hứng từ hoa thiên điểu, loài hoa mang tên chim thiên đường. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn áo dài của nhóm thí sinh tiếp theo. Đang sải bước trên sân khấu là phần trình diễn của thí sinh Lê Thị Bích Tuyền, số báo danh 419, đến từ Bến Tre. Lê Thị Bích Tuyền sinh năm 1998. Thí sinh đang sải bước với những bước đi vô cùng uyển chuyển trong tà áo dài đó chính là thí sinh Lê Hoàng Bảo Trân, mang số báo danh 322, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Lê Hoàng Bảo Trân sinh năm 1999. Hãy cùng ngắm nhìn phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Nguyễn Thị Thúy An, số báo danh 457, đến từ Kiên Giang. Cô sinh năm 1997. Chúng ta đang đến với phần thi của số báo danh 005, thí sinh Trương Thị Thanh Bình, đến từ Tiền Giang. Cô sinh năm 1997. Thí sinh Lê Thanh Thủy, số báo danh 237, là thí sinh có phần trình diễn tiếp theo. Cô đến từ Bến Tre và sinh năm 1998. Thưa quý vị, hoa thiên điểu, loài hoa có sức sống mãnh liệt, tựa như sức sống căng tràn của người con gái Việt Nam. Bên trong mạnh mẽ nhưng bên ngoài vẫn yêu kiều đến đắm say lòng người.
Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhóm thí sinh trình diễn tiếp theo. Đang sải bước trên sân khấu đó chính là thí sinh mang số báo danh 151, thí sinh Nguyễn Thị Nhật Minh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô sinh năm 1999. Thướt tha và duyên dáng trong tà áo dài, chúng ta đang cùng đến với phần thể hiện của thí sinh Hà Lương Bảo Hằng, số báo danh 216 đến từ Đắk Lắk. Bảo Hằng sinh năm 1997. Và thí sinh đang sải bước trong tà áo dài vô cùng nền nã duyên dáng, đó chính là thí sinh Đinh Thị Huỳnh Giang với số báo danh 025, quê ở Bình Định. Cô sinh năm 1997. Và đây là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 093, Lương Yến Thanh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô sinh năm 1993. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thùy An, mang số báo danh 477. Cô đến từ Tiền Giang và sinh năm 1995. Vâng thưa quý vị, những tà áo dài thức tha duyên dáng cùng với những màu sắc nổi bật kết hợp với một không gian nghệ thuật sắc đặc đã khiến cho danh tùng lúc này có cảm giác như là đã được ngắm nhìn một bức tranh tuyệt mỹ vậy. Vâng, nhưng mà có say hương, say hoa thì anh Danh Tùng cũng đừng quên nhiệm vụ của chúng ta nha. Diễm Trang yên tâm, càng cảm xúc bao nhiêu thì Danh Tùng lại càng tập trung bấy nhiêu. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của nhóm thí sinh tiếp theo. Đây là phần trình diễn của thí sinh Trương Nữ Thu Hiền, số báo danh 281 đến từ Đắk Lắk. Cô sinh năm 1997. Đang sải bước trên sân khấu đó chính là thí sinh Phan Thị Diễm Trinh với số báo danh 305. Phan Thị Diễm Trinh đến từ An Giang và cô sinh năm 1999. Chúng ta đang tiếp tục ngắm nhìn phần trình diễn trang phục áo dài của thí sinh Đoàn Kỳ Duyên, số báo danh 249 đến từ Kiên Giang. Đoàn Kỳ Duyên sinh năm 1993. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, mang số báo danh 208. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh đến từ Bà Rịa, Vũng Tàu và cô sinh năm 1998. Chúng ta sẽ tiếp tục dõi theo những sải bước của thí sinh Lâm Thị Bích Tuyền, số báo danh 171 đến từ An Giang. Bích Tuyền sinh năm 1999. Có thể nói một trong những điều khác biệt tôn vinh vẻ đẹp hình thể lẫn tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam chính là tà áo dài. Tà áo mong manh, kín đáo nhưng lại vô cùng quyến rũ, tôn đường cong gợi cảm của người phụ nữ. Chúng ta sẽ cùng chào đón phần trình diễn của thí sinh Bùi Trần Minh Thi, số báo danh 081 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô sinh năm 1997. Sải bước trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Thị Hoài Linh, mang số báo danh 516. Nguyễn Thị Hoài Linh đến từ Gia Lai, cô sinh năm 1998. Chúng ta đang đến với phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 031
Huỳnh Phạm Thủy Tiên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cô sinh năm 1998. Cô gái đang sải bước vô cùng duyên dáng nền nã bên tảo dài của mình, đó chính là thí sinh Nguyễn Thị Mai Ly, mang trong bao danh 072. Nguyễn Thị Mai Ly đến từ Bến Tre, cô sinh năm 1994. Và chúng ta sẽ cùng hướng mắt về những sải bước của thí sinh Lê Thị Hà Thu Chiêu, số báo danh 116, quê ở Bình Định. Cô sinh năm 1998. Chúng ta đang cùng ngắm nhìn vẻ đẹp nền nã duyên dáng của thí sinh Trung khảo Việt Nam Hoa hậu Việt Nam năm 2018 trong bộ sưu tập áo dài Hoa Thiên Điểu của nhà thiết kế Liên Hương. Hãy cùng với chúng tôi chào đón phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Phạm Thị Thu Hà, số báo danh 182, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Cô sinh năm 1997. Cùng chào đón trên sân khấu phần trình diễn của thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên, mang số báo danh 382. Lê Thị Mỹ Duyên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cô sinh năm 1998. Và tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Vũ Hoàng Thảo Vi, số báo danh 121, đến từ Đồng Nai. Cô sinh năm 1996. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm vẻ đẹp của thí sinh Lê Đoàn Hà My, mang số báo danh 499. Cô đến từ Long An và sinh năm 1999. Thưa quý vị, duyên dáng và thiết tha trong tà áo dài lúc này đó chính là thí sinh Dương Huyền Trân, số báo danh 267, đến từ Cà Mau. Cô sinh năm 1999. Kiên cứ bơi đâm đuôi ước muốn có lúc xanh đưa vai kề vai với
trong mắt em, chưa sáng lên, có chuyện nhà em đi qua giữa bao người. Mong ngày trong đêm khi dáng lên ngàn đôi mắt sao kia cứ mãi đắm đuối ước muốn có lúc xanh đưa vai kề vai với em. Mong ngày đêm nay ôi ngất ngây đi xa xa lấp lánh ánh xa rồi xuống như chỉ là bị chắp cánh cất tiếng hát vang lời. Cảm ơn em nhớ mãi ánh mắt em nhớ mãi tiếng nói em nhớ mãi bóng dáng em. Ca sĩ Lam Trường và Vũ Đoàn. Xin cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa quý vị, với phần trình diễn ca khúc Gót Hồng mở đầu cho phần trình diễn Áo Dài của ca sĩ Lam Trường vừa rồi đã khiến cho Danh Tùng nhớ lại cách đây tròn 20 năm, cũng chính trên sân khấu của Hoa hậu Việt Nam, ca sĩ Lam Trường với những giai điệu mượt mà vui tươi của Gót Hồng đã nâng bước và giúp cho các thí sinh của cuộc thi năm đó trong trang phục áo dài đã có một phần trình diễn thật ấn tượng và thành công. Và đó cũng chính là những khoảnh khắc mà tất cả chúng ta thấy rất đẹp khi nhớ về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Vâng, và cùng với ca khúc với rất nhiều những kỷ niệm thì các thí sinh của chúng ta đã hoàn thành rất tốt phần thi áo dài của mình. Và để chuẩn bị cho phần thi hấp dẫn tiếp theo thì các cô gái của chúng ta sẽ cần một ít phút để chuẩn bị. Xin quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây. Hành trình tìm kiếm ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 khởi đầu bằng việc lựa chọn gắt gao, sàng lọc kỹ lưỡng từ hàng trăm hồ sơ dự thi để chọn ra 30 người đẹp xuất sắc bước vào vòng chung khảo phía Nam tại FLC Quy Nhơn. Trước khi đến với vùng đất võ Bình Định, top 30 chung khảo phía Nam đã được chụp ảnh và ghi hình tự giới thiệu nhằm chuẩn bị cho những hoạt động truyền thông của cuộc thi. Đáp chuyến bay muộn đến Quy Nhơn, các thí sinh đã rất bất ngờ khi được lãnh đạo tỉnh chào đón ngay tại sân bay, được tiếp đón chu đáo tại FLC Quy Nhơn và bất ngờ đặc biệt, quà tặng và thư chào mừng dành cho mỗi thí sinh. Ngày mới bắt đầu trên quần thể nghỉ dưỡng cao cấp FLC Quy Nhơn cũng là lúc top 30 thí sinh chung khảo phía Nam đã sẵn sàng bắt đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm. 30 cô gái đã có chuyến đi đầy ý nghĩa đến dâng hương tại tượng đài chiến thắng núi Bà, viếng mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử, tham quan các danh thắng nổi tiếng, và buổi trải nghiệm võ cổ truyền đầy thú vị tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Xin được chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Thưa quý vị, như chúng ta vừa theo dõi thì các thí sinh đã có rất nhiều những hoạt động ý nghĩa tại Quy Nhơn, Bình Định.
Và dù phải có một khoảng thời gian tập luyện căng thẳng trên sàn tập hay là phải di chuyển liên tục để kịp thời giờ tham quan cũng như là trải nghiệm những địa danh tại mảnh đất võ Bình Định, thì tất cả 30 thí sinh của chúng ta lúc nào vẫn rạng ngời xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Dịch Tùng nghĩ rằng đây sẽ là một trong những yếu tố gây khó cho ban giám khảo trong quá trình chấm đêm nay. Và lúc này thì Dịch Tùng đang có mặt tại phía quý vị khán giả. Đặc biệt hơn là Dịch Tùng xin phép được di chuyển sang phía ban giám khảo. Những thành viên ban giám khảo từ đầu đến giờ làm việc rất là chú tâm. Xin được chào ban giám khảo ạ. Và có lẽ là Dịch Tùng xin phép được giao lưu một chút với Hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hoa hậu Hà Kiều Anh. Xin chào chị. Thưa chị Hà Kiều Anh, đăng quang năm 1992 và quay trở lại với Hoa hậu Việt Nam năm 2018 với vai trò là giám khảo, cảm nhận và suy nghĩ của chị như thế nào ạ? Trước tiên cho Kiều Anh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Phải nói là 30 năm là một chặng đường đủ dài cho một chương trình. Và phải nói là để duy trì được một chất lượng cho một cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia như vậy, đó là một sự nỗ lực rất là lớn lao của Báo Tiền Phong cũng như là ban tổ chức. Và cho đến bây giờ thì cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn là một, và danh hiệu Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn là một danh hiệu danh giá và cao quý nhất. Cho nên kiểu anh nghĩ rằng chưa có một chương trình nào, một cuộc thi Hoa hậu nào vẫn mà được đông đảo công chúng ủng hộ và quan tâm nhiều như vậy. Cho nên với kiểu anh là một vị giám khảo thì cảm thấy là vô cùng áp lực. Và Kiều Anh nghĩ rằng là không phải chỉ riêng một mình Kiều Anh mà tất cả các thành viên ban giám khảo ở đây, chúng tôi cũng rất là áp lực để chọn ra được một tân hoa hậu xứng đáng với danh hiệu đó. Và thưa chị Hà Kiều Anh, vừa là một ban giám khảo, vừa là một người đi trước, dày dặn kinh nghiệm. Vậy thì cái điều gì từ 30 thí sinh của vòng trung khảo phía Nam hôm nay khiến chị cảm thấy hài lòng ạ? Phải nói là đây là lần đầu tiên, đây là lần thứ hai Kiều Anh làm giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Và lần giám khảo này thì rất là khác với lần chấm trước. Ban giám khảo chúng tôi phải theo các thí sinh từ những ngày thi, từ những ngày đầu tiên. Và thực sự là tôi cảm thấy rất là bất ngờ khi mà thấy các em thí sinh mỗi ngày đều tốt hơn lên. Tôi cũng rất là thương các em, bởi vì bản thân mình là một giám khảo mà lại thấy áp lực như vậy thì các em phải cảm thấy lo lắng và áp lực hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi rất vui vì thấy rằng các em thí sinh năm nay có một tinh thần học hỏi, nỗ lực và cố gắng rất là cao. Và chúng tôi cũng rất là xin muốn chia sẻ với tất cả những cái sự khó khăn của các em dưới tất cả những cái sự lo lắng, và phải nói là không biết nói gì vì rất là thương các em, và mong làm cho các em có đầy đủ tự tin, bản lĩnh để có thể vượt qua được cuộc thi khó khăn này. Và xin cảm ơn Hoa hậu Hà Kiều Anh rất nhiều. Và thưa quý vị, dù có áp lực, dù có căng thẳng đến đâu đi chăng nữa thì rõ ràng khi tham gia vào Hoa hậu Việt Nam sẽ là một kỷ niệm rất khó quên trong giai đoạn tuổi thanh xuân của mỗi thí sinh. Và một lần nữa thì cho phép Dịch Tùng xin được thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Bởi vì sao ạ, thưa quý vị? Trong khi mà tất cả quý vị khán giả đang tĩnh tâm, đang mở lòng mình để thưởng thức các tiết mục, các phần trình diễn, thì ban giám khảo của chúng ta phải làm việc một cách chú tâm và mệt mài. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị ban giám khảo. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Dịch Tùng xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục hướng lên sân khấu để đến với không gian âm nhạc cực kỳ sôi động tiếp theo. Đây chính là phần trình diễn của nữ ca sĩ Chipu. Xin mời.
Xin được cảm ơn ca sĩ Chim. Tiếp theo trên sân khấu của chúng ta, đây là phần trình diễn vô cùng tự tin của thí sinh Nguyễn Thúc Thùy Tiên mang số báo danh 068. Nguyễn Thúc Thùy Tiên có chiều cao 1m7, cân nặng 52,6kg với số đo 3 vòng lần lượt là 82, 61 và 91. Và đây là phần trình diễn của thí sinh Trịnh Thanh Trâm, số báo danh 045. Cô cao 1m68, nặng 48,8kg với số đo 3 vòng lần lượt là 77, 61, 89. Tiếp theo trên sân khấu của chúng ta đó chính là thí sinh Vũ Hoàng Thảo Quyên mang số báo danh 400. Vũ Hoàng Thảo Quyên có chiều cao 1m70, cân nặng 48,5kg với số đo 3 vòng 78, 59 và 87. Những sải bước đầy tự tin và uyển chuyển tiếp theo đó là phần trình diễn của thí sinh Đinh Thị Triều Tiên, số báo danh 535, cô cao 1m72, nặng 49,9kg với số đo 3 vòng lần lượt là 75, 60, 90. Và chúng ta hãy cùng nhìn ngắm những bông hoa rạng rỡ của nhóm thí sinh thứ hai. Và trên sân khấu lúc này đó chính là thí sinh Lê Thị Bích Tuyền mang số báo danh 419 với chiều cao 1m66, cân nặng 50,4kg với số đo 3 vòng 82, 64 và 90. Và đây là phần trình diễn của thí sinh Lê Hoàng Bảo Trân, số báo danh 322 với chiều cao là 1m69, cân nặng 52kg, số đo 3 vòng 81, 64, 90. Khấu của chúng ta chào mừng phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Thúy An mang số báo danh 457. Nguyễn Thị Thúy An có chiều cao là 1m68, cân nặng 49kg với số đo 3 vòng 83, 65 và 89. Trước mắt quý vị là phần trình diễn của thí sinh Trương Thị Thanh Bình, số báo danh 005 với chiều cao 1m71, nặng 47,4kg, số đo các vòng 79, 60, 86. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh Lê Đăng Thủy mang số báo danh 237. Cô có chiều cao 1m66, cân nặng 50kg năm với số đo 3 vòng 83, 63 và 88. Các cô gái mang trong mình nguồn năng lượng của tuổi trẻ, của sự hồn nhiên trong sáng của tuổi đôi mươi. Và hãy cùng tiếp tục cổ vũ cho phần trình diễn tiếp theo của thí sinh Nguyễn Thị Nhật Minh, số báo danh 151 với chiều cao 1m68, nặng 53,4kg, số đo 3 vòng 83, 62, 93. Và trên sân khấu của chúng ta ngay lúc này đó chính là phần trình diễn của thí sinh Hà Lương Bảo Hằng, mang số báo danh 216. Hà Lương Bảo Hằng có chiều cao 1m68, cân nặng 53,4kg với số đo 3 vòng 75, 65,5 và 92. Và đây là phần trình diễn của thí sinh Đinh Thị Quỳnh Giang, số báo danh 025 với chiều cao 1m68, nặng 50,7kg, số đo các vòng lần lượt là 74, 61, 92. Quý vị thân mến, các thí sinh vô cùng duyên dáng trong phần thi áo tắm bikini của nhà tài trợ Xuân Thu và giày Dolly. Và ngay bây giờ chúng ta đến với phần thi của thí sinh Lương Yến Anh mang số báo danh 093.
Cô có chiều cao 1m66, cân nặng 55,7 và sẽ đo 3 vòng 81, 63 và 90. Và đây là phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thùy An, số báo danh 477 với chiều cao 1m72, nặng 53,8kg, sẽ đo các vòng 80, 65, 90. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến nhóm thí sinh thứ tư. Thí sinh Trương Nữ Thu Huyền mà sẽ báo danh 281 với chiều cao 1m66, cân nặng 48,3kg. Số đo 3 vòng lần lượt 83, 61 và 87. Hãy chào đón trên sân khấu thí sinh Phan Thị Diễm Trinh, số báo danh 3. Số đo các vòng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với top thí sinh cuối cùng. Ngay trên sân khấu của chúng ta đó chính là thí sinh Phạm Thị Thu Hà mà sẽ báo danh 182. Phạm Thị Thu Hà có chiều cao 1m74, cân nặng 56,8kg với số đo 3 vòng 87, 66 và 92. Và chúng ta sẽ tiếp tục chào đón trên sân khấu thí sinh Lê Thị Quý Duyên, số báo danh 382 với chiều cao 1m74, nặng 53,4kg với số đo các vòng 80, 62, 92. Và thí sinh Vũ Hoàng Thảo Vi chính là thí sinh đang sải bước trên sân khấu vô cùng tự tin trong trang phục bikini.
Vũ Hoàng Thảo Vi mà sẽ báo danh 121. Cô có chiều cao 1m70, cân nặng 46,6kg với số đo 3 vòng 80, 60 và 85. Quý vị, thí sinh mang số báo danh 499 Lê Đoàn Hạ My là thí sinh có phần trình diễn tiếp theo. Cô cao 1m73, nặng 48,8kg với số đo các vòng là 79, 61, 91. Tiếp theo sẽ là phần trình diễn của thí sinh Dương Huyền Trân. Dương Huyền Trân mang số báo danh 267, có chiều cao 1m75, cân nặng 54kg với số đo 3 vòng 76, 62 và 90. Vâng, và thí sinh Dương Huyền Trân cũng đã khép lại phần thi bikini của chúng ta. Một lần nữa, tất cả chúng ta sẽ cùng chúc mừng 30 thí sinh đã hoàn thành phần dự thi trang phục bikini. Và hy vọng rằng các cô gái của chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững được phong độ của mình để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những điều thú vị và bất ngờ đang chờ chúng ta ở phía trước. Quý vị đừng rời khỏi màn hình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin được cảm ơn ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc và Vũ đoàn Sắc Màu với tiết mục Sen. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc thi Đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Quy Nhơn và đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và tiếp sóng trên 13 đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Tây Ninh, Las Vegas, Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, Nghệ An, Hải Phòng và Bắc Cạn. Thưa quý vị, ít phút trước thì tất cả chúng ta đã vừa được cùng nhau thưởng thức tiết mục nghệ thuật mang tên là Sen. Và nhắc tới hoa sen thì như quý vị thấy thì đây là một loài hoa rất thân quen đối với mỗi người dân Việt Nam. Nó tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khiết và thanh tao. Thưa quý vị, nếu như mà chúng ta ví cô gái đẹp giống như một bông hoa thì chắc hẳn là vẻ đẹp của cô gái ấy phải nằm ở sắc và hương. Sắc tượng trưng cho vẻ đẹp bên ngoài, còn hương ở đây chính là hương thơm tỏa ra từ bên trong, đó chính là vẻ đẹp chân mộc và tinh tế của tâm hồn. Vâng, và không ngẫu nhiên mà hương được chọn làm chủ đề chính trong đêm hội ngày hôm nay. Thanh xuân của người thiếu nữ như đóa hoa rạng ngời, tỏa sắc thơm hương. Trong vườn thơ ấy, mỗi loại hoa là biểu trưng cho cốt cách cao quý, tuyệt vời, chứa đựng nhiều ước vọng làm đẹp thêm cho cuộc đời. Hương hoa dẫn lối giữa đời, có em lan tỏa rạng ngời thanh xuân. Em qua cho tình ta dâng lên, tình người hết thương.
đời sẽ qua bên thân ngà bơi phai, bên tiếng cười em là xuân cho em hân hoan nhẹ trôi những ngày thu quang, hỏi một vòng trăng tình tình ơi em rất gần. Là sự xuất hiện trong trang phục dạ hội của thí sinh Nguyễn Thúc Thùy Tiên, số báo danh 068. Hiện nay cô là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Và thí sinh tiếp theo đang sải bước vô cùng duyên dáng, đó chính là thí sinh Trịnh Thanh Trâm, mang số báo danh 045. Cô hiện là nhân viên văn phòng. Số báo danh 400. Hiện nay cô là sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng. Đang sải bước trên sân khấu đó chính là thí sinh Đinh Thị Triều Tiên, mang số báo danh 535. Đinh Thị Triều Tiên hiện đang là sinh viên của trường Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, các thí sinh là những cô gái không chỉ mang vẻ đẹp về ngoại hình mà còn có kiến thức và vẻ đẹp tâm hồn. Và dịu dàng kiêu sa đang bước đi trên sân khấu ngay lúc này đây, đó chính là thí sinh Lê Thị Bích Tuyền, mang số báo danh 419. Lê Thị Bích Tuyền hiện đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm, Thành phố Hồ Chí Minh. Thank you.
Và tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Lê Hoàng Bảo Trân, số báo danh 322. Hiện cô là sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cô đang là sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện trong trang phục dạ hội lúc này là thí sinh Trương Thị Thanh Bình, số báo danh 005. Hiện cô là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Của thí sinh Lê Thanh Thủy. Lê Thanh Thủy mang số báo danh 237. Hiện cô đang là sinh viên của trường Đại học Lao động Xã hội. Thưa quý vị, chắc hẳn là tất cả chúng ta đều có một chung cảm nhận. Mỗi thí sinh mỗi vẻ đẹp khác nhau, nhưng tất cả các thí sinh đều toát lên vẻ đẹp rạng ngời, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Hãy cùng với chúng tôi đến với phần dự thi trang phục dạ hội tiếp theo của thí sinh Nguyễn Thị Nhật Minh, số báo danh 151. Hiện cô là sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Đang sải bước trên sân khấu của chúng ta trong trang phục vô cùng duyên dáng đó chính là thí sinh Hà Lương Bảo Hằng, mang số báo danh 216. Hiện Hà Lương Bảo Hằng đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Đây là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 025, Đinh Thị Quỳnh Giang. Hiện nay cô là sinh viên của trường Đại học Sài Gòn. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 093, thí sinh Lương Yến Thanh, hiện cô đang là nhân viên văn phòng. Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 477, Nguyễn Thùy An. Nguyễn Thùy An hiện đang là sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hãy cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Trương Nữ Thu Hiền, mang số báo danh 281. Hiện cô đang là sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hãy cùng với chúng tôi chào đón thí sinh Phan Thị Diễm Trinh, số báo danh 305. Hiện nay Diễm Trinh đang là người mẫu tự do. Tiếp theo sẽ là phần trình diễn của thí sinh Đoàn Kỳ Duyên, mang số báo danh 249. Hiện Đoàn Kỳ Duyên đang là nhân viên văn phòng. Số báo danh 208, thí sinh Nguyễn Thị Trúc Quỳnh có phần trình diễn tiếp theo trong phần trình diễn trang phục dạ hội. Hiện nay cô là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ
giờ đây chúng ta hãy cùng chào đón và trình diện của thí sinh Lâm Thị Bích Tuyền mang số báo danh 171. Hiện cô đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta hãy cùng ngắm nhìn những thí sinh thứ năm. Các cô gái của chúng ta đang bước đi vô cùng uyển chuyển và hết sức rạng rỡ trong trang phục dạ hội. Và ngay trên sân khấu lúc này đó chính là thí sinh Bùi Trần Minh Thi mang số báo danh 081. Hiện cô đang là sinh viên của trường đại học Tôn Đức Thắng. Trên sân khấu lúc này là thí sinh Nguyễn Thị Hoài Linh số báo danh 516. Hiện cô là sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên mang số báo danh 031. Hiện cô đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Hãy cùng chào đón thí sinh Nguyễn Thị Mai Ly số báo danh 072. Cô đã tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng chào đón phần trình diễn của thí sinh Lê Thị Hà Thu Chiêu mang số báo danh 116. Hiện cô đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sải bước tiếp theo trên sân khấu trong phần dự thi trang phục dạ hội lúc này là thí sinh mang số báo danh 182, Phạm Thị Thu Hà. Hiện cô là sinh viên của trường Đại học Tây Đô. Tiếp theo trong trang phục vô cùng lộng lẫy đó chính là thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên mang số báo danh 382. Hiện Lê Thị Mỹ Duyên đang là người mẫu ảnh. Đến với phần trình diễn của thí sinh Vũ Hoàng Thảo Vi số báo danh 121. Hiện Thảo Vi là sinh viên của trường Đại học MIT. Chúng ta cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Lê Đoàn Hà My mang số báo danh 499. Hiện cô đang là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng dõi theo những sải bước tiếp theo của thí sinh Dương Huyền Trân số báo danh 267. Cô là sinh viên của trường Đại học Nam Cần Thơ. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng 30 thí sinh. Các bạn đã hoàn thành phần trình diễn trang phục dạ hội trong đêm nay. Và thưa quý vị, phần trình diễn của 30 thí sinh cùng với phần biểu diễn của nữ ca sĩ Mỹ Linh đã mang đến với không gian âm nhạc hôm nay, đã mang đến với tất cả chúng ta một vườn xuân sắc với các ca khúc Đóa Xuân Người và Hương Ngọc Lan. Vâng, và như vậy thì các thí sinh của chúng ta đã hoàn thành rất tốt 3 phần thi của mình. Và chỉ phút nữa thôi thì chúng ta sẽ biết được thí sinh nào sẽ tiếp tục bước vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Và quý vị đừng đi đâu nhé, chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu được trong ít phút nữa. Người đẹp nhân ái.
cô gái. Không chỉ đề cao vẻ đẹp chân, thiện, mỹ, Hoa hậu Việt Nam 2018 còn tôn vinh nét đẹp trí tuệ hiện đại của thiếu nữ Việt qua danh hiệu Người đẹp truyền thông. Người đẹp truyền thông thuộc khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt cho năm nay với sự tỏa sáng của các thí sinh trong suốt quá trình đồng hành cùng cuộc thi. Danh hiệu Người đẹp truyền thông sẽ được trao cho nhan sắc nào? Kết quả sẽ được công bố tại chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018. Thank you.
dịu êm, vẫn mái tóc của em. Hãy nói những ước muốn của đời mình, dù chỉ với ánh mắt hoặc nụ cười. Cầm bàn tay giúp cho thấy yêu hơn, ngày tháng sẽ mãi mãi là mộng đẹp. Hạnh phúc sẽ lấp lánh từ nụ cười của em. Hãy cùng lắng nghe nhân đời sống. Chiều dần xuống, được thấy em bên mình mãi mãi. Này người yêu dấu ơi, em đang nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh với nắng hồng, em đẹp như ngàn năm cổ tích. Như trăm năm sóng xô, trong giấc mơ đôi mình. Rồi chợt hay, rồi chợt hay. Tuyệt vời, xin được cảm ơn nhóm MTV với liên khúc Sóng Tình, Yêu Đời và Hương Thơm Diệu Kỳ. Một tiết mục đã mang đến với chúng ta một không gian âm nhạc sôi động với những ca từ chuyên cảm hứng về một cuộc sống yêu đời và tràn đầy màu sắc tích cực. Một lần nữa xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời, uy tín và danh giá nhất Việt Nam. Và năm nay cũng đã bước sang năm thứ 30, quy mô cũng như cơ cấu giải thưởng cũng ngày một được nâng cao. Và đó là những giải thưởng nào?
Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Hoa hậu Việt Nam 2018, những giải thưởng danh giá. 9 giải thưởng phụ trị giá 50 triệu đồng mỗi giải. Giải thưởng người đẹp nhân ái trị giá 100 triệu đồng và được đặt cách vào top 5 ứng xử. Giải Á hậu 2 250 triệu đồng. Giải Á hậu 1 300 triệu đồng. Tân Hoa hậu 2018 sẽ được trao giải thưởng 500 triệu đồng. Đặc biệt, Tân Hoa hậu sẽ là người đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc uy tín thế giới. Thưa quý vị, đó là những giải thưởng danh giá. Vậy thì cô gái nào sẽ có cơ hội lọt vào vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi và tiến gần hơn đến với những giải thưởng này? Chúng ta sẽ biết được sau ít phút nữa. Và anh Dinh Tùng ơi, trước khi chúng ta đến với phần công bố kết quả thì Diễm Trang thấy rằng tất cả các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay đã hoàn thành rất tốt các phần thi của mình. Và ngay bây giờ chúng tôi xin dành tặng những bó hoa tươi thắm cho tất cả các thí sinh, những bông hoa rạng rỡ nhất đêm nay. Chúng tôi xin được kính mời. Nhà báo Lê Xuân Sơn, bà Phạm Kim Dung, ông Phạm Mạnh Hùng và ông Ngô Xuân Mạnh đã dành những bó hoa tươi thắm cho tất cả các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và một lần nữa chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho 30 thí sinh đã có một buổi tối thật sự ý nghĩa với tất cả các bạn, với những phần trình diễn giúp các bạn tỏa sáng và gây được dấu ấn đối với tất cả quý vị khán giả, những người đang theo dõi chương trình. Và như vậy là tới lúc chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi mà chúng ta đã vừa đặt ra ít phút trước đây. Là cô gái nào sẽ tiếp tục cuộc hành trình với Hoa hậu Việt Nam năm 2018? Cô gái nào sẽ có mặt trong đêm chung kết toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam năm 2018? Kết quả sẽ có ngay sau đây. Và chúng tôi xin mời bộ phận thư ký sẽ chuyển kết quả từ ban giám khảo lên sân khấu để chúng tôi sẽ công bố và gửi lời chúc mừng tới những thí sinh lọt vào đêm chung kết toàn quốc. Xin mời. Vâng, và đây chính là một bao thư đã chứa đựng kết quả của đêm trung khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Thật sự giây phút này đây, Diễm Trang tin chắc rằng các bạn thí sinh đang rất hồi hộp. Xin cảm ơn bạn. Chúng tôi phải chia sẻ với quý vị là trong khoảng thời gian mà nhóm MTV trình diễn liên khúc của mình ở ngoài sân khấu này thì 30 thí sinh của chúng tôi đã thật sự thư giãn ở phía trong sân khấu. Các bạn đã cười thật tươi, đã nắm tay nhau. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã mang lại cho chúng tôi vô cùng nhiều những cảm xúc. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ giúp các bạn biết được ai trong số các bạn sẽ có mặt trong đêm chung kết toàn quốc.
Vâng, rất hồi hộp đúng không quý vị? Và ngay bây giờ quý vị có thể dành cho tất cả các thí sinh của chúng ta một tràng pháo tay thật to để ủng hộ cho tinh thần của các cô gái được không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Chúng tôi có một sự chia sẻ đầu tiên đến với các thí sinh cũng như là toàn thể quý vị. Như vậy là trong đêm trung khảo phía nam của chúng ta hôm nay sẽ có 19 thí sinh có mặt trong vòng chung kết toàn quốc. Vâng, 19 thí sinh. Và thí sinh đầu tiên là ai? Ngay bây giờ, Diễm Trang và Danh Tùng sẽ cùng công bố. Lời chúc mừng đầu tiên của chúng tôi dành đến với thí sinh Lê Hoàng Bảo Trân, số báo danh 322. Và thí sinh tiếp theo sẽ bước vào vòng chung kết toàn quốc. Đó chính là thí sinh Nguyễn Thúc Thùy Tiên, mang số báo danh 068. Lời chúc mừng tiếp theo của chúng tôi dành đến với thí sinh mang số báo danh 400, Vũ Hoàng Thảo Quyên. Và thí sinh tiếp theo sẽ lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Đó chính là thí sinh mang số báo danh 182, Phạm Thị Thu Hà. Và cái tên sẽ được chúng tôi sướng lên để nhận lời chúc mừng. Tiếp theo xin được chúc mừng thí sinh Lê Đoàn Hạ My, số báo danh 499. Và tiếp theo là số báo danh 535. Xin chúc mừng thí sinh Đinh Thị Triều Tiên. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 052, Nguyễn Thị Hồng Tuyết. Tiếp theo, xin được chúc mừng thí sinh đến từ Cà Mau, thí sinh mang số báo danh 267, Dương Huyền Trang. Xin được chúc mừng thí sinh Trương Thị Thanh Bình, số báo danh 005. Xin được chúc mừng thí sinh tiếp theo mà số báo danh 151, Nguyễn Thị Nhật Minh. Hãy cùng với chúng tôi gửi lời chúc mừng đến thí sinh Trịnh Thanh Trâm, số báo danh 045. Chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 216, Hà Lương Bảo Hằng. Và cái tên nào sẽ được sướng lên ngay sau đây? Thí sinh Phan Thị Diễm Trinh, số báo danh 305. Chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh đến từ An Giang, mang số báo danh 171, Lâm Thị Bích Tuyền. Xin chúc mừng thí sinh tiếp theo, thí sinh mang số báo danh 031, Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Vâng, và thí sinh tiếp theo sẽ bước vào vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô có quê quán Bình Định, xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 116, Lê Thị Hà Thu Chiêu. Và lời chúc mừng tiếp theo xin được gửi tới thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên, số báo danh 382. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta chỉ còn hai thí sinh nữa thôi. Hai cô gái nào sẽ may mắn bước tiếp vòng tiếp theo? Ngay bây giờ tôi xin được công bố. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 121, Vũ Hoàng Thảo Vi. Cho tới lúc này chúng ta đã biết được 18 gương mặt, 18 thí sinh sẽ có mặt trong vòng chung kết toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2018. Và bây giờ sẽ là cái tên cuối cùng, thí sinh thứ 19, thưa quý vị.
Sự rất hồi hộp đúng không anh Nhân Tùng? Và hơn bao giờ hết, ý nghĩa lắm thưa quý vị, đó chính là những tràng pháo tay của tất cả chúng ta dành đến cho những thí sinh còn lại. Và chỉ còn một cái tên nữa thôi, chúng tôi sẽ sướng lên. Và lời chúc mừng cuối cùng sẽ dành đến cho thí sinh. Một thí sinh đến từ Kiên Giang, mang số báo danh 457, Nguyễn Thị Thúy An. Vâng, xin chúc mừng 19 gương mặt may mắn đã chính thức có mặt tại vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Và các bạn thí sinh còn lại ơi, ngày hôm nay các bạn cũng đã làm rất tốt các phần trình diễn phần thi của mình và thực sự rất tỏa sáng trong sân khấu ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn sẽ luôn giữ được thần thái cũng như những điều tuyệt vời mà các bạn đã mang đến với vòng chung khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 đêm nay. Thưa quý vị, như vậy là cho tới lúc này đây, tất cả chúng ta đã biết được 19 gương mặt. Đây cũng chính là 19 gương mặt đầu tiên sẽ có mặt tại đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Và một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý đã tham dự chương trình tối nay. Cảm ơn các vị tài trợ đã đồng hành cùng với chương trình Hoa hậu Việt Nam 2018. Xin được cảm ơn Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ekip đã mang đến một chương trình, một cuộc thi rất đẹp, ấn tượng và mãn nhãn. Cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình đêm nay. Quý vị thân mến, đêm chung khảo phía Bắc sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2018 tại Cửa Lò, Nghệ An và cũng sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên 14 kênh truyền hình khác. Sẽ tìm ra những gương mặt còn lại cho đêm chung kết toàn quốc. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong đêm chung khảo phía Bắc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc quý vị sẽ có được một đêm ngon giấc. Xin được trân trọng kính mời đại diện của các nhà tài trợ sẽ cùng đán lại và lên sân khấu.